Thưa quý vị, sau một ngày đưa vụ án ra xét xử, vụ án sai phạm cho vay gây thiệt hại hơn 181 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV. Vào sáng ngày hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô, án từ 8 cho đến 9 năm tù, cao nhất trong các bị cáo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 8 năm tù giam. Cơ quan công tố cho rằng bị cáo Hùng và thuộc cấp đã đề xuất cho công ty Kenmark vay vốn rồi bỏ qua chỉ đạo của hội sở BIDV giải ngân sai quy định gây thất thoát 181 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hùng có vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo còn lại. Về dân sự, kiểm sát viên cho rằng cả 7 bị cáo cùng công ty Kenmark và ông Bùi Văn Bổn, cựu giám đốc BIDV Bắc Cạn phải liên đới bồi thường dư nợ gốc hơn 178 tỷ đồng. Hiện mới bồi thường 3,3 tỷ đồng. Viện Kiểm sát chỉ rõ hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội khi không đánh giá đúng nguy cơ rủi ro, không đánh giá đúng năng lực của doanh nghiệp cần vay vốn. Song các bị cáo không tư lợi, chỉ bảo đảm lợi ích chung của ngân hàng và mang lại lợi ích cho cán bộ nhân viên. Vào sáng ngày hôm nay, rất đông người dân đã tìm đến các điểm giao dịch của các nhà mạng điện thoại để đăng ký thay đổi thông tin cho trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 3 là ngày cuối để các nhà mạng thông báo tới các chủ thuê bao về những thông tin chưa chuẩn, chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và trước đó thì các nhà mạng đã liên tục gửi những tin nhắn, những thông báo tới các chủ thuê bao. Và theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, tại một điểm giao dịch của nhà mạng đã có khá đông người dân đến để có thể hoàn thiện các thủ tục để chuẩn hóa thông tin thuê bao. Và bên cạnh đến các điểm giao dịch như thế này thì người dân hoàn toàn có thể sử dụng các ứng dụng của các nhà mạng để hoàn thành và chuẩn hóa thông tin thuê bao. Trước đó, trong cuộc họp hôm 13 tháng 3, đại diện ba nhà mạng cho biết có khoảng 3,5 triệu thuê bao di động chưa có thông tin, chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với số lượng lớn như vậy, các chuyên gia bảo mật cũng cảnh báo việc người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo brand name có thể xảy ra. Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác. Theo đó, từ 31 tháng 3 2023, các nhà mạng sẽ khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vào sáng nay, triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2023 lần thứ nhất với chủ đề xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất đã chính thức được khai mạc. Triển lãm có quy mô quốc gia và quốc tế của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất với những hoạt động phong phú về xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm mới, dịch vụ mới của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, người dân có nhu cầu xây dựng các công trình, các dự án và mua sắm, trang trí nhà ở. Triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2023 lần này đã thu hút được sự tham gia của gần 1.500 gian hàng của hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến trên các lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, thiết bị, điện, cửa nhà và phụ kiện cửa. Theo đó, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 19 tháng 3. Thưa quý vị, sau 5 ngày tổ chức với 18 chương trình chính và các hoạt động hưởng ứng, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã bế mạc vào tối ngày hôm qua, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với du khách trong và ngoài nước. Với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ, nhân dân các dân tộc, chương trình nghệ thuật đêm bế mạc đã truyền tải hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê, con người, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các tiềm năng, thế mạnh và du lịch, tạo dựng hình ảnh Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động, thân thiện, mến khách. Rất là vui khi mà cái thành phố này tổ chức cái lễ hội như thế này và mình thấy là rất hãnh diện khi mình sinh sống ở cái thành phố này. Sau 2 năm dịch Covid thì năm nay được tổ chức lễ hội thì thành phố mình đông hơn bình thường và nhộn nhịp hơn. Và em đặc biệt ấn tượng với sân khấu của mình năm nay, đó nó rất là hoành tráng, rất là ấn tượng. Tôi tự hào vì lễ hội này không chỉ mang thương hiệu trong nước mà cả quốc tế, được bạn bè người dân biết đến nhiều hơn. Qua 8 lần tổ chức, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội cà phê thể hiện khát vọng, quyết tâm của chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong việc từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Chúng ta lấy cái chủ đề là Buôn Ma Thuột là điểm đến của cà phê thế giới. Chúng ta phải triển khai xây dựng một cái đô thị
theo cái hướng là một cái đô thị sinh thái, văn hóa, thông minh, bản sắc. Sau 5 ngày với các chuỗi sự kiện như hội chợ, triển lãm, các chương trình nghệ thuật, du lịch, văn hóa, thưởng thức cà phê miễn phí, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 đã thu hút trên 90.000 lượt du khách đến với Đắk Lắk, cao gần gấp đôi dự kiến ban đầu, góp phần cho thấy sự thành công, sức hấp dẫn và lan tỏa của lễ hội lần này. Vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 21. Luật giá sửa đổi tiếp tục được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Theo đó, đa số ý kiến của các đại biểu ủng hộ việc giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, dự thảo luật cần quy định cơ chế hoạt động để sự vận hành của quỹ được minh bạch, hiệu quả hơn. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội thứ tư, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã kịp thời phối hợp với cơ quan soạn thảo để thống nhất định hướng giải trình, tiếp thu ý kiến. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã thống nhất bỏ 2 điều, bổ sung 5 điều, bãi bỏ sửa đổi bổ sung 7 nội dung của các luật liên quan, bổ sung thêm phụ lục số 2 để làm rõ danh mục các hàng hóa, dịch vụ đưa ra khỏi phạm vi nhà nước định giá. Từng điều khoản đã được hoàn chỉnh về kỹ thuật lập pháp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đồng tình giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, một số ý kiến góp ý vẫn băn khoăn về sự tồn tại của quỹ này. Đặc biệt là chúng tôi có một cái bảng theo dõi, thì cái ngày 21 tháng 6 năm 2022 khi đó là giá cao đỉnh điểm, nhưng mà khi đấy không có cái sự tác động gì vào của cái quỹ bình ổn giá xăng dầu để mà kéo cái giá này nó xuống. Thì trong Thường trực Ủy ban Kinh tế chúng tôi cũng có hai luồng ý kiến, nếu mà tác động của cái quỹ bình ổn giá xăng dầu như thế thì có nên giữ lại hay không? Cho ý kiến về dự thảo luật giá sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh sửa công phu về quỹ bình ổn xăng dầu. Dù đồng tình với việc giữ quỹ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần có cơ chế đảm bảo sự hoạt động minh bạch, hiệu quả của quỹ này. Và tôi cũng đồng ý với công chí là có lẽ vẫn nên để cái quỹ này. Để với cái quỹ này là cái quỹ mà nó là một cái công cụ bình ổn thôi. Thế còn cái làm sao đó để nó công khai, nó minh bạch, để mà nó hài hòa lợi ích thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu để mà hoàn thiện cái cơ chế quản lý của nó. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết dự thảo luật quy định theo hướng Bộ Tài chính quy định định giá chung và kiểm tra giám sát theo chức năng. Đối với giá chuyên ngành, Bộ đề nghị giao cho cơ quan bộ ngành chuyên ngành chủ trì. Liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu, Bộ cho rằng dự thảo luật đã thiết kế có quy định nhằm đảm bảo quỹ hoạt động một cách bình ổn nhất, đảm bảo vai trò quản lý và phải nộp vào đầy đủ kịp thời. Chẳng hạn như là quỹ bình ổn ấy, thì bây giờ nó vận hành như thế nào thì chúng tôi cũng đang còn đánh giá để làm thế nào mà cái quỹ bình ổn này nó hoạt động một cách nó có hiệu quả nhất. Cái thứ hai, lâu nay thì vẫn giao cho doanh nghiệp quản lý, thì cái này cũng phải gọi là kiểm tra để làm rõ. Ví dụ trường hợp anh chậm nộp, khách người ta nộp vào, tức là người dân mua xăng dầu người ta đã nộp vào, anh lại gọi là vì phá sản ấy, đương nhiên là gọi là mất một khoản tiền. Cho nên chúng tôi cũng đã trong cái nghị định 95 sửa đổi là chúng tôi đã đưa cái vấn đề này vào để quản lý một cách, đề xuất với Bộ Công Thương đưa cái này vào để quản lý một cách chặt chẽ hơn. Trong 4 ngày diễn ra phiên họp lần thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, bao gồm 7 dự án luật và 1 chủ trương đầu tư theo quyết định luật đầu tư công. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày 20 tháng 3 với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chịu trách nhiệm trả lời chính. Về nguyên tắc định giá ở điều 22 ấy.